Vào 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, khi các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông đang vệ sinh hệ thống hút bụi bên trong nhà máy tại khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ bồn chứa phát nổ, hất văng nhiều người ra ngoài. Nghe tiếng nổ, các công nhân đang làm việc gần đó đã chạy đến để cứu hộ cứu nạn. Vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương, trong đó có 4 người bị bỏng nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Theo một nam công nhân, trong quá trình xử lý hệ thống hút bụi thì thấy lửa bốc lên. Lúc này nhóm đồng nghiệp đang sửa chữa dùng nước xịt vào, hơi nóng từ bồn chứa bụi bùng phát mạnh gây ra tiếng nổ lớn, bao cơ gỗ bắn vào các công nhân gây bỏng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu xác định đây là vụ tai nạn lao động, các đơn vị chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ nổ. Là một trong chín công nhân bị thương đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Bình Dương, anh Tăng Sofa vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Khi thấy hệ thống hút bụi bốc khói trong xưởng, anh tính xịt nước dập tắt, nhưng ngọn lửa bất ngờ phụt ra, làm cháy quần áo dính vào da rất đau rát. Anh Pha cho biết đã làm việc ở công ty Hoàng Thông được gần nửa năm với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Công việc thường bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 16 giờ 30 chiều, chủ yếu dọn dẹp xưởng hút bụi, mùn cưa phát sinh từ sản xuất gỗ. Hệ thống hút bụi gồm có máy hút bụi hình trụ cao gần 20m, dài 13m, ngang 4,5m, nối với phòng chứa bụi rộng chừng 20m, sau giờ nghỉ trưa mùng 6 tháng 7, anh Pha bắt đầu hút bụi gỗ ở sàn, dọn vệ sinh. Khi đang cầm vòi gom mùn cưa trong xưởng, anh thấy khói mịt mù, sau đó lửa bốc lên từ cửa vào nhà chứa bụi. Anh cùng với mọi người lấy vòi xịt nước vào đám cháy. Tuy nhiên, lửa không tắt mà bùng dữ dội hơn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Đám cháy như cỏ cầu đỏ rực phun ra làm anh Pha bị bỏng và phải chạy ra ngoài. Theo anh Pha, nguyên nhân cháy có khả năng là động cơ của máy hút bụi chập điện gây cháy lan xuống nhà chứa mùn cưa. Nằm ở giường bên cạnh, anh Ngô Văn Ái, 33 tuổi, quê ở An Giang cho biết vào làm công ty gỗ gần 3 năm ở khâu lắp ráp sản phẩm bàn ghế, tủ gỗ. Chiều ngày 6 tháng 7, khi đang làm ở khu vực cách lò hút bụi chừng 100 mét, anh nghe mọi người hô hoán có cháy nên chạy sang hỗ trợ. Anh đã lấy vòi và phụ cầm vòi phía sau. Đang xịt nước vào để dập lửa, thì lửa theo bụi mùn cưa bốc ra ngoài cả chục mét, khiến nhiều người không kịp tránh. Anh Ái đứng xa hệ thống xử lý bụi hơn 10 mét, cũng bị thương ở vùng mặt và cổ. Trong khi đó, anh Trần Phạm Thi, 26 tuổi, quê ở Quảng Bình, bị bỏng ở tay sau sự cố. Vào công ty làm hơn một năm ở công đoạn cắt gỗ thành phẩm, bên cạnh là hút bụi. Anh cho biết đây là lần đầu tiên thấy máy bị sự cố. Lúc phát hiện khói bên trong máy hút bụi, nhiều người dùng vòi xịt nước vào nhưng không hiệu quả. Anh kể, lửa bùng ra trong diện tích rộng và xa, mọi người không kịp phản ứng, chỉ biết la hét vì sức nóng táp vào người. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, khi xảy ra cháy ở xưởng có 4 công nhân bảo trì máy móc đã cùng hơn 20 người kéo vòi để bơm nước vào phía trong, lên nắp bồn chứa mùn cưa để dập lửa. Khoảng 10 giây sau lửa phụt mạnh phía dưới bồn, kèm theo tiếng nổ gây thương tích cho nhiều người. Trong 9 nạn nhân, 4 người bỏng nặng trên 50% diện tích cơ thể, 3 người trong nhóm công nhân bảo trì được chuyển lên bệnh viện Trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Những công nhân còn lại bị bỏng vùng mặt, tay và chân đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó vào đêm ngày 4 tháng 7, một xưởng sản xuất bao bì ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã xảy ra hỏa hoạn và chìm trong biển lửa. Hình ảnh được chia sẻ trên nhiều diễn đàn cho thấy cả khu nhà xưởng chìm trong biển lửa. Một số người dân cho biết mặc dù di chuyển trên cao tốc nội bài Lào Cai, nhưng họ vẫn nhìn thấy đám cháy lớn tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Có người chia sẻ họ chưa từng thấy có một đám cháy nào lớn như vậy tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 1 hecta nằm trên địa bàn phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên. Vụ cháy xảy ra từ khoảng hơn 21 giờ tối. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác nhau phong tỏa hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Do cơ sở kinh doanh sản xuất bao bì có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, mực in nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội, kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm một vùng không gian rộng lớn. Hàng trăm người dân cùng công an quân đội đã sơ tán đồ đạc, tài sản ở các nhà dân sang bên đường đối diện để phòng cháy lan. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cơ bản ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh và khống chế được đám cháy. Đến dạng sáng ngày 5 tháng 7, đám cháy đã được dập tắt. Hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến sở sản xuất diện tích cả nghìn mét với ba dãy nhà cùng nhiều vật liệu, phương tiện xe cộ, máy móc sản xuất kinh doanh bị thiêu rụi, hư hỏng. Rất may không ghi nhận xảy ra thiệt hại về người. Mới đây vào sáng mùng 3 tháng 7, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip hai chiếc xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 7. Cụ thể trong đoạn clip, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 37B01460 của hãng Đông Bắc chạy phía trước xe buýt hãng Thạch Thành, biển kiểm soát 37B01835 trên quốc lộ 1 hướng Bắc Nam. Dù xe buýt Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu đèn xin vượt, nhưng xe buýt Đông Bắc liên tục đánh võng, chèn ép, khiến xe buýt Thạch Thành không vượt lên được. Hai chiếc xe buýt này chèn ép đuổi nhau trên quãng đường dài gần 1 km trong khu vực đường cảnh báo đông dân cư. Thời điểm xảy ra sự việc, trên quốc lộ 1 có nhiều phương tiện ô tô xe máy tham gia giao thông bị một phen thót tim. Nhiều người sử dụng mạng xã hội tỏ ra bất bình trước hành vi coi thường pháp luật và tính mạng của hành khách, cũng như người tham gia giao thông từ các tài xế, đồng thời kêu gọi lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm những vụ vi phạm này. Ngay sau khi nhận được phản ánh vụ việc hai chiếc xe buýt Thạch Thành và Đông Bắc rượt đuổi nhau, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy có dấu hiệu của hành vi gây dối trật tự công cộng nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai tài xế xe buýt. Theo đó, sáng mùng 3 tháng 7, đơn vị đã triệu tập tài xế LTH điều khiển xe buýt biển kiểm soát 37B 01460 của hãng xe Đông Bắc và tài xế LTT lái xe buýt biển kiểm soát 37B01835 của hãng xe Thạch Thành đến làm việc. Sáng mùng 6 tháng 7, công an huyện Diễn Châu Nghệ An đã tạm giữ hình sự LTH, sinh năm 1993, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh và LTT, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Trì, huyện Thanh Trương, Nghệ An để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là hai tài xế xe buýt điều khiển phương tiện lạng lách, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Tại cơ quan công an, bước đầu hai tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do tranh giành khách nên mới có hành động nguy hiểm nói trên. Vụ việc được chuyển cho công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một nhân viên cây xăng. Được biết vào ngày mùng 2 tháng 7, anh LQV 33 tuổi là nhân viên cây xăng tại ngã Ba Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam mất liên lạc. Đồ đạc tư trang của người này vẫn còn nguyên tại khu nhà ở nhân viên tại cây xăng. Gia đình doanh nghiệp đã tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành. Đến tối mùng 5 tháng 7, phát hiện mùi hôi tại bồn chứa nước bằng bê tông tại cây xăng mọi người kiểm tra mới phát hiện người nhân viên này đã tử vong trong hồ nước. Công an đã phải đập hồ chứa nước mới đưa thi thể nhân viên cây xăng này ra ngoài. Nạn nhân mặc quần dài màu xanh, không mặc áo và đang trong giai đoạn chuẩn bị phân hủy. Vụ việc đang được tiến hành điều tra. Ngày 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Trần Xuân Trường, 20 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên và hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia cho Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán người. Một ngày trước đó, nhận tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã truy đuổi giải cứu thành công hai nạn nhân, TA a Thờ, 17 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang và HVL, 17 tuổi, quê Lạng Sơn, khi đang di chuyển tới bến xe miền đông Thành phố Hồ Chí Minh để lừa bán qua Campuchia. Đồng thời, Công an cũng bắt giữ đối tượng Trường. Trường khai nhận khoảng tháng 2 năm 2024 do thất nghiệp, nên lên mạng xã hội vào nhóm hội nhóm việc làm Campuchia để tìm việc nhẹ lương cao và được nickname Thu Hà hướng dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người đón sang Campuchia làm việc. Khi nhận việc, Trường được một đối tượng tên Phong dạy cách sử dụng máy tính, rồi vào app Tình Yêu để nhắn tin cho nam giới người Việt Nam với mục đích lừa đảo tặng quà trên app. Làm được hơn một tháng nhưng không đạt chỉ tiêu, Trường đã phải gọi điện về gia đình chuyển 25 triệu đồng để chuộc mình về vì bị dọa đánh đầu tháng 6 2024, Thu Hà lại liên lạc với trường sang Campuchia làm phụ bếp, nấu cơm với mức lương 15 triệu đồng một tháng và tìm thêm người đưa sang Campuchia sẽ được trả tiền công 3 triệu đồng một người, nên trường đã đồng ý. Ngày 3 tháng 7, Thu Hà tiếp tục nhắn trường lên tỉnh Lạng Sơn đón người tên L rồi cùng sang Campuchia. Khi đón L có cả thờ cùng đi. Khi đang trên đường di chuyển đến bến xe miền Đông thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ trường, giải cứu L và thờ. Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn dụ dỗ xuất cảnh trái phép, việc nhẹ lương cao. Các đối tượng dụ dỗ đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán cho những công ty, cơ sở chuyên tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, các nhà thổ, cơ sở giải trí có nữ làm tiếp viên.